Hôm nay các bạn sẽ là học về cái HTML và có một số cái tính của CSS trong đấy. Là các bạn đã cài cái xem cách của Dreamweaver của máy đúng không? Bây giờ các bạn sẽ là bật cái từ của bạn lên, sẽ không liên quan của cái phần này. Các em sẽ nhìn thấy nhá, với một cái ví dụ như là với một website như thế này thì các em sẽ nhìn thấy toàn bộ thành phần ở đây là cái HTML và CSS. Và các em phải làm cái này trước khi em viết code, tức là code các em có thể là sử dụng PHP hoặc là bất cứ cái ngôn ngữ web server nào. Và hôm nay các em sẽ là tiếp cận những cái thẻ HTML, tức là tạo nên cái khung của website này. Bây giờ các em sẽ là mở cái editor của các em ra như này. Ở đây các em sẽ là nhìn thấy khi mà các em new một cái file thì nó sẽ như này, và các em sẽ là save cái file này, các em save as vào đúng cái thư mục mà các em là đưa nó vào. Chú ý nhé là các file ấy thì nên xếp vào trong một thư mục, tại vì là khi mà các em load ảnh và load những thành phần khác nó cũng sẽ là vào trong cái thư mục này. Ở đây thì các em sẽ là ví dụ như ở đây các em sẽ tạo cái file có tên là index.html. Các em chú ý là phía client ấy thì nó sẽ có những ngôn ngữ nào: HTML, JavaScript là hai ngôn ngữ client, và các em sẽ là trong cái 10 buổi đầu tiên các em sẽ tìm hiểu như là hôm trước mình đã thông tin cho em về cái tiến trình học rồi. Và bây giờ các em sẽ xếp cái file này về file.html. Cái file đuôi file nhé, những cái file này thì nó có những đuôi nào .html hoặc .html là hai cái file mà các em sẽ là được ghi. Về cái nguồn gốc của HTML nó như thế nào, trước đây thì do một kỹ sư phải đâm điểm vật lý, người ta liên kết các cái file với nhau cho nên người ta là có thể là mình lưu thắt thêm một lần hai cuốn sách nó không đi ra thì cái đấy chỉ là cái khái niệm hơn. Mình hướng dẫn các bạn không phải là qua những cái khái niệm mà mình hướng dẫn các bạn là những cái thẻ nó sẽ làm việc như thế nào. Các bạn đã xong cái bước này chưa? Xong cái bước này các bạn sẽ là nhìn thấy ở đây các bạn view lên thì nó sẽ là một cái trang trắng, nó không có cái gì đặc biệt ở đây đúng không? Và đầu tiên thì các em sẽ nhìn thấy trong HTML nó sẽ có những cái cấu trúc như thế nào. Nó sẽ có thẻ mở và thẻ đóng. Và ở đây ấy, thì các em sẽ nhìn thấy là với cái thành phần như này, doc file HTML như thế này. Đây là quy định cho một cái file HTML5. Các em sẽ nhìn thấy với HTML4 thì cái doc file này nó là một cái trình dẫn rất là dài. Và HTML trước 4 nó có mỗi chữ HTML thôi, nhưng bây giờ các em sẽ nhìn thấy là tất cả trình duyệt nếu mà nó nhận biết thì đây là HTML5 nhé. Các em có dùng cái doc file này như nào thì nó đều hiểu đấy là HTML5. Cho nên bây giờ thì các em nhìn sâu các em ấy thì là cái HTML5 nó sẽ là biến đổi như nào thôi, còn lại không quan trọng với cái này nữa. Và đây với một cái thần phần HTML thì các em sẽ là nhìn thấy ở đây là như nào. Các em sẽ có cái các em sẽ nhìn thấy ở đây ví dụ như này, khi mà các em gửi một cái thư đúng không thì nó sẽ có là tiêu đề nội dung. Vậy cái phần tiêu đề nó sẽ đặt ở trong cái phần có tên là heading như này, và ở trong cái phần heading này thì nó sẽ có những cái thành phần nào. Bây giờ các em sẽ nhìn thấy nhá, khi nó chạy cái thông tin ở đây này thì ở trên cái bar này nó có là index.html. Bây giờ ấy, các em muốn ấy, là ghi cái tiêu đề của cái trang web này thì các em sẽ dùng cái thẻ ở đây là thẻ title. Ví dụ ở đây thì các em sẽ là ghi là PHP17 như này. Thì các em sẽ nhìn thấy ở đây ấy, là cái chữ PHP17 nó hiển thị lên trên cái tab này. Các em thấy là cái thông tin. Tiếp tục nhé, các em xong bước này chưa? Các em sẽ là nhìn thấy ở đây có thẻ body. Trong cái thẻ body này, đây chính là cái nội dung của website. Và các em sẽ nhìn thấy ấy, là cái nội dung nó hiển thị hết ở trong thẻ body này. Cũng giống như cái bì thư đúng không? Cái thư thì các em có tiêu đề và nội dung các em sẽ viết cái thông tin này. Và ở đây mình sẽ là có thông tin là xin chào các bạn, PHP17 như này. Thì bây giờ các em hiển thị lên nó sẽ như nào? Ở đây thì nó sẽ là hiển thị lên tiếng Việt, tại vì là Chrome nó đã hỗ trợ sẵn cho bạn là Việt qua cái Unicode. Nhưng mà các bạn mở Firefox hoặc là cái IE hoặc một số cái trình duyệt khác thì các em sẽ nhìn thấy ở đây nó có cái vấn đề gì xảy ra ở đây. Các em sẽ nhìn thấy
khi mà các em chạy cái thông tin này thì nó sẽ là không hiển thị được tiếng Việt, đúng không? Nguyên nhân làm sao mà không hiển thị được tiếng Việt này, các em sẽ nhìn thấy nhá, là Windows ấy thì do là Windows là phát minh ra, đúng không? Nó là phương Tây. Và ở đây ấy, thì các em sẽ nhìn thấy phương Tây nó sẽ dùng cái bảng mã. Cái bảng mã để viết cái phần mềm này đấy là Windows 1252. Tức là các em sẽ nhìn thấy như này, các em thấy cái tiếng Lào, tiếng Việt, tiếng Hàn Quốc hoặc là tiếng Quốc hoặc tiếng Nhật thì nó sẽ có những chữ từ đặc biệt trong đấy, và ký tự đặc biệt đấy người ta gọi là Unicode. Vậy khi mà các em thấy cái bảng chính trước cũng cái trước có một sinh viên Lào cũng là học cái lớp trước ấy, thì bạn ấy nhìn cái bảng chính của bạn ấy thì là đúng là như kiểu bảng tiếng Nhật ấy, nó là những cái ký tự đặc biệt. Và ở đây các em sẽ nhìn thấy là để mà hiển thị được ký tự đặc biệt đấy thì cần phải dùng bảng mã, của mã đây có tên là UTF-8, tức là nó hỗ trợ được cho cái Unicode. Vậy để hiển thị cái bảng mã ấy, thì các em sẽ là thực hiện như thế nào? Ở đây các em sẽ là dùng Meta tra xét UTF-8 như này, thì khi đấy các em sẽ nhìn thấy ở đây nó hiển thị lên được đủ tiếng Việt cho các em. Cái này là cái bắt buộc nhá, nếu mà các em muốn hiển thị tiếng Việt hoặc là một số tiếng mà có ký tự đặc biệt, ví dụ tiếng Pháp cũng thế, tiếng Pháp cũng phải là nhìn ra cái phần tất cả này. Các em sẽ chú ý ở đây là nếu em được cái này lên thì đều có lỗi. Và ở đây các em sẽ là có một số cái thành phần là các em đã nhìn thấy như thế này rồi. Và bây giờ các em sẽ là có thêm cái thông tin như thế nào. Cái đầu tiên trong cái phần HTML thì các em sẽ là có cái phần ghi chú. Ghi chú thì các em sẽ là có thông tin là hai dấu là nhỏ hơn lớn hơn như này, sau đấy ở trong này là có dấu dài thừa. Và ở đây các em sẽ có bốn cái dấu gạch ngang như thế này, nội dung nó sẽ ở giữa này. Thì đây chính là cái nội dung ghi chú, đây là ghi chú của HTML các em sẽ nhìn thấy. Và ở đây các em sẽ là tìm hiểu một số cái thẻ ở đây là cái gì. Trong HTML nó có hai cái loại thẻ, đấy là loại thẻ inline và một cái loại thẻ là outline. Tức là inline như nào, outline như nào, các em sẽ nhìn thấy cái màn hình ở đây đúng không? Cái thẻ outline cái thẻ nó tràn ra là ghi cái khối bên ngoài gần nhất nó có thể là đã tích được. Ví dụ như là ở đây là cái khối màn hình đúng không, thì các em sẽ thấy là nó tràn ra nguyên cả cái màn hình này. Còn cái thẻ online ấy, inline nó sẽ là xu hướng nó bó vào cái như kiểu cái dây chun đấy. Tức là ví dụ như là các em sẽ nhìn thấy là ở đây có cái khối text là đến chữ phép bên ngoài thì nó chỉ là bó đúng cái chữ này thôi, cái chữ này càng dài nó là càng giãn ra, cái chữ đấy mà ngắn đi nó sẽ là bó lại. Đấy thì là những cái phần nó sẽ như thế. Và bây giờ thì các em sẽ là tìm hiểu cái thẻ đầu tiên, đây là cái thẻ div. Thẻ div này là cái thẻ về cái khối, và ở đây các em sẽ là có những cái thành phần như thế nào. Div này là cái tắt của division, và các em sẽ là có cái thông tin ở đây như thế nào. Ví dụ nhé, trong cái thẻ div nó là có thẻ mở thẻ đóng đúng không, và có hai loại thẻ ở đây, thẻ mở có thẻ đóng, và ở đây thêm cái nữa là thẻ vừa mở vừa đóng. Thì các em sẽ có thông tin nào, đây là thẻ vừa là mở và vừa đóng đúng không. Ví dụ như mình sẽ là ghi chữ là Hello World như thế này, thì các em sẽ nhìn thấy cái thông tin ở đây nó chưa có gì là đặc biệt, ở đây nó chỉ lên chữ là Hello World. Vậy cái thẻ div này nó sẽ là định hình như thế nào trong một cái thẻ HTML có thuộc tính. Thuộc tính này tiếng Anh gọi là attribute, và cái thuộc tính này nó sẽ là định hình lên cái tính chất, nó là có nhiều thuộc tính chứ không phải là một thuộc tính nhé. Ở đây là cái style, thuộc tính style là cái gì, là thuộc tính định nghĩa CSS cho thẻ HTML. Có nghĩa là đây bây giờ các em sẽ là tìm hiểu một cái thành phần đầu tiên ở đây là cái gì. Các em sẽ là có cái thông tin ở đây là cái thuộc tính về background style bằng, và trong này ấy, thì trong style nó có hai cái thành phần ở đây là cái name và cái value. Name chính là tên của giá trị và value chính là cái giá trị của nó. Ở đây thì các em sẽ là cho là cái background color như này, thì các em sẽ là cho nó là màu xanh lá cây. Thì các em sẽ nhìn thấy, các em thấy không,
Với những cái thẻ online này nó sẽ là active ngay trong cái khối mà bên ngoài nó có thể là active được. Ở đây thì tại khung màn hình đương nhiên rồi thì nó sẽ là tràn ra khung màn hình. Nhưng mà các em sẽ nhìn thấy là cái độ rộng của nó giảm đi, thì cái những cái thẻ bên trong nó sẽ là active đúng cái độ rộng cái thẻ bên ngoài cùng đấy thôi. Em xong cái bước này rồi đúng tiếp tục nhá. Ở đây các em sẽ nhìn thấy là trong một cái thẻ HTML thì có nhiều cái thẻ HTML khác để là bao quanh nó. Có nghĩa là như nào? Bây giờ các em sẽ nhìn thấy ở đây thì có một số cái một số thuộc tính con style thì các em sẽ là có cái gì? Sẽ là ghi cái thông tin ở đây background color. Đây sẽ là xác lập màu nền. Ở đây các em sẽ có thêm một cái thông tin nữa, cái thuộc tính là width như này, độ rộng. Thì ở đây cái độ rộng này ấy, cái độ rộng này các em sẽ nhìn thấy là nó sẽ tính như thế nào. Nó sẽ tính theo là pixel hoặc là phần trăm hoặc là một số cái định dạng khác, ví dụ cm, mm hoặc là mét đúng không? Nhưng mà thông thường người ta sẽ tính theo phần trăm và pixel là nhiều nhất. Và cái pixel đây là cái gì? Thì mình sẽ giải thích cho các em cái pixel nó sẽ là cái gì ở đây. Cái pixel là một cái điểm ảnh và các em sẽ nhìn thấy là khi mà các bạn mở một cái ảnh ra thì nó sẽ là hiển lên cái thông tin này như thế nào. Bây giờ các em sẽ nhìn thấy ở đây khi mà mình mở một cái ảnh ra mình sẽ giải thích cho các em ấy là phải pixel cái gì và một số cái thành phần thuộc tính trong đấy. Ở đây thì các em sẽ nhìn thấy là những cái gì là nguyên lý, mình hướng dẫn các em chứa cái nguyên lý hoạt động chứ không phải hướng dẫn các em là chứa cái lý thuyết đây nhé. Hôm nay nặng về lý thuyết là nhiều. Các em sẽ nhìn thấy ở đây khi mà thực hiện cái các em kéo cái thành phần này vào thì các em sẽ nhìn thấy nhá, với cái độ rộng ở đây các em sẽ là có thông tin như thế nào. Cái độ rộng nó là 600 và cái độ cao là 341 pixel. Vậy ấy, thì cái nguyên lý mà nó tính pixel đây như thế nào? Các em sẽ nhìn thấy ở đây khi mà nó thực hiện cái như thế này, các em sẽ có cái thông tin ở đây. Các em thấy là nó là từng cái ô vuông đúng không? Một cái ô vuông này nó sẽ là một pixel. Các em thấy không? Ở đây khi mà bôi cái thông tin như thế này ấy, thì nó sẽ là lên là W1 và H là 1. Có nghĩa độ rộng 1, độ cao là 1. Có nghĩa là tập hợp một cái ảnh này là bao gồm rất là nhiều cái ô vuông và mỗi ô vuông này nó tương đương với là độ rộng của pixel, độ cao của pixel. Và tập hợp tất cả cái đấy nó thì nó pixel. Các em đã hiểu pixel là rồi đúng không? Pixel nó chỉ là từng ô vuông nó lại như thế này thôi. Và còn thêm một cái thước đo nữa là phần trăm. Phần trăm nó sẽ tính như nào? Ví dụ nha, cái khung màn hình này là 100%, 50 thì nó sẽ là 1/2. Đấy là tính theo phần trăm thì các em thấy là nó cũng không có gì là đặc biệt. Bây giờ các em sẽ nhìn thấy là ở đây thẻ HTML có thể lòng nhau n cấp như thế này. Có nghĩa là như nào? Ví dụ như ở đây các em sẽ nhìn thấy là với cái này mình sẽ cho cái độ rộng của nó là 50%. Thì các em sẽ nhìn thấy ở đây khi mà thực hiện nó đã lên được cái thành phần như này là 50% là 1/2 màn hình đúng không? Và bây giờ ở trong này mình sẽ là cho thêm một cái khối màu đỏ ở trong này. Mình sẽ cho thêm một khối màu đỏ này. Các em sẽ chú ý này, có một cái chú ý rất là quan trọng ở đây.
khi một cái thẻ này nó không có cái nội dung bên trong ấy thì cái thẻ đấy thành là cái thẻ vô hình, các sẽ nhìn thấy đây nó không bị lên cái gì nữa. Các em phải chú ý nhé, các em phải có cái nội dung bên trong thì nó mới hiển thị lên được cái thẻ đấy, không phải thẻ deep mà bất cứ thẻ HTML nào cũng thấy nhé. Ở đây các em sẽ là nhìn thấy, các em sẽ cho một thẻ deep nữa với cái style của nó. Ở đây là cái màu nền của nó, các bạn sẽ là cho nó là màu đỏ đi. Màu thì bây giờ các em mới tìm hiểu cái màu tiếng Anh thôi, còn lại ấy, thì đến buổi tới các em sẽ tìm hiểu về cái màu là RGB, RGBA và một số kiểu mã màu khác nữa. Ở đây các em sẽ là cho cái độ rộng của nó là 100 pixel. Pixel là cái tắt của PX như này. Và ở đây mình sẽ là ghi chữ là Hello PHP 17 như này. Thì khi đây các em sẽ nhìn thấy ở đây, các em thấy không? Nó sẽ là bao quanh cái khối nó có thể active. Ví dụ nhá, ở đây mình cho cái này là không phải 100 nữa mà mình cho nó là 50%. Thì các em sẽ nhìn thấy nó sẽ là chia cái phần màu xanh này là thành 100% và 50% nó sẽ là 1.2. Đấy thì các em đã hiểu là cái thẻ mà lồng nhau. Tức là cái thẻ outline nó là active vào cái thẻ bên ngoài gần nhất mà nó có thể active được, chứ không phải là active vào cái màn hình nhé. Nếu bên ngoài nó là màn hình thì nó sẽ active màn hình. Còn nếu như mà bên ngoài nó là những thẻ mà đã là thiết kế bên ngoài thì nó sẽ active ở những cái phần như đấy. Đã học viên các bạn là học với mình thì không cần thiết các bạn phải là mình về nhà học thuộc như thế này, hoặc là mình lên lớp mà gõ liên tục gõ liên tục các bạn cũng hiểu rồi. Nên là các bạn thấy tất cả các lớp trước thì những thẻ này rất là dài đúng không, nhưng tại sao các bạn ấy lại nhớ hết được? Vì là đến thì các bạn sẽ phải là bạn gõ lại thì các bạn sẽ nhớ, chứ ngồi học với mình không có chuyện là ngồi mình thì muốn nghe giảng luôn nhé, các bạn phải làm. Ở đây các bạn thấy là trên mạng ấy thì có rất là nhiều cái hướng dẫn các bạn ấy làm chức năng đúng không, nhưng vấn đề chỗ đó là chỉ đọc thôi, các bạn để đấy thì về các bạn cũng không làm được. Ở đây mình hướng dẫn các bạn là từng bước các bạn sẽ thao tác. Ví dụ các bạn bây giờ làm một cái sao kiện thì đương nhiên các bạn sẽ là rất là khó để làm đúng không, vì sao các bạn không khó để làm, tại vì không làm không làm được thì đương nhiên. Ở đây ấy, đến đây là mình hướng dẫn các bạn đấy cái quy trình để làm ra một cái sao hoàn thiện như thế nào, và như thế về thì các bạn sẽ là đã biết cách là làm và các bạn cứ làm lại thôi. Ở đây thì mình cũng không mong muốn là các bạn là ngồi đọc ngồi nhìn các bạn hiểu và các bạn tự làm. Ở đây thì có kiểu là cầu may thì được, bạn cũng thấy bạn quy trình là sao bạn có thể học được. Thế thì mình cũng xác định trước để tư tưởng học là làm như thế, chứ không có chuyện là ở đây thì trên lớp mình cũng không có chuyện là mình ra bài tập sau đấy mình chờ khoảng 15 phút để các bạn làm xong đâu. Ở đây chủ yếu mình ra bài tập mình cũng cố gắng mình hướng dẫn các bạn, mình không yêu cầu bạn phải tự suy nghĩ mà mình yêu cầu bạn ấy là phải thực hành lại để cho anh nhớ những cái này đấy là. Chứ còn là nếu mà các bạn thì ngồi nghe không thì các bạn khó để có thể tiếp cận được đấy. Thực hành này có rất là phần lớn các bạn các lớp trước thì rõ ràng cái cụm các bạn có biết cái cụm nào thì cũng xong. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái thẻ deep, là cái thẻ đầu tiên mà các bạn sẽ là nhìn thấy như thế này. Và bây giờ các em sẽ là tìm hiểu thêm một số cái thẻ ở đây nữa. Ở đây thì các em sẽ là có một số thẻ HTML. Thì ở đây các em sẽ là có cái thành phần như nào. Đây chính là thẻ deep, thì các em đã là thông tin đây rồi, là viết tắt của division, tức là cái thẻ phân khối ở đây. Và tiếp tục các em sẽ là có thêm thẻ là P. P này là cái tắt của paragraph, tức là nó sẽ là phân cái đoạn văn bản của bạn. Vậy cái thẻ P và thẻ deep thì nó sẽ có gì giống và khác nhau? Bây giờ các em sẽ nhìn thấy là ví dụ như ở đây mình sẽ cho thẻ deep nữa, mình sẽ là cho cái là hôm nay là thứ tư như này. Và bây giờ mình sẽ là cho cái màu nền vào đây.
dụ như mình sẽ cho nó là màu tím. Thì các em xem như thế, đây ấy, là cái thành phần. Các em đấy hai cái đại đít nó sẽ là như này đúng không? Bây giờ mình sẽ thử cái hai đại P nhé. Thì nó sẽ là có cái gì khác nhau ở đây. Các em sẽ nhìn thấy đây là thẻ P1. Và các em sẽ cho một cái thẻ P đây nữa. Đây là thẻ P2. Các em sẽ nhìn thấy ở đây, nếu như mà mình đặt cái thành phần ở đây là cái gì, mình cũng cho cái màu nền của nó. Ví dụ như đây mình sẽ cho nó là màu xanh nước biển. Còn ở đây mình sẽ là cho cái thành phần của nó là cái màu nền là màu vàng. Thì các em sẽ nhìn thấy đây, hai cái thẻ này nó hiện lên rồi đúng không? Vậy các em sẽ nhìn thấy ấy, là nó có sự khác nhau. Khác nhau ở đây là cái gì? Thẻ đít thì là hai cái thẻ cần nhau nó sẽ khác nhau, nó có một khoảng cách. Như thẻ P nó lại có khoảng cách trên một cái chữ yếu. Đấy là cái sự khác nhau. Ở về nguyên lý thì những thẻ này ngoài cái sự khác nhau đấy thì nó không khác nhau cái gì cả. Nó khác nhau mỗi khoảng cách thôi. Nó sẽ chuyển lên cái phần này. Sau buổi này các bạn sẽ có hai buổi về CNET, tiếp tục là một buổi vừa rồi xong. Sau đấy các bạn sẽ là có hai buổi các bạn cắt video hoàn thiện. Thì là xong HTML CNET. Các bạn thấy là thấy về cái lịch học như thế thấy là nhanh đúng không? Nhưng mà sau cái nội dung đấy thì bắt buộc bạn nào phải cắt video hoàn thiện, không có được phạt. Và tất cả các lớp thì lớp nào cũng được. Các bạn thực hiện được cái này xong, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có khoảng cách. Và cái khoảng cách này gọi là khoảng cách trên với cái dưới. Các bạn có thể bỏ hai khoảng cách này đi được nhá. Nhưng mà cái phần bỏ đi cái thành phần này ấy, thì mình sẽ là hướng dẫn bạn ở những cái nội dung tới. Có thể là đến cái buổi tới các bạn mới là có thể thực hiện được cái này. Ở đây, bây giờ các bạn sẽ tiếp cận thêm một cái thuộc tính nữa là cái color. Tên color này. Đây sẽ là màu chữ, sao là màu chữ, có nghĩa là như nào? Ở đây các em sẽ nhìn thấy nhá, ví dụ như trong cái thẻ P1 này mình sẽ cho cái color của nó là màu trắng. Thì các em sẽ nhìn thấy đây, màu trắng nó đang thì lên ở đây rồi, các em thấy không? Đây nó lên, có nghĩa là cái màu trắng nó active cho cả cái thành phần bên trong nó. Trong cái thẻ HTML thì nó sẽ có nội dung hình ảnh đúng không? Và các em đã biết rồi là với cái thẻ HTML ấy, nó sẽ được nhìn lên cái cấu trúc của cái trang thôi. Còn lại tất cả những cái thành phần hình nghĩa kiểu của nó ấy, thì các bạn phải đặt trong thẻ CNET. Và CNET nó có nhiều liên loại để mà thực hiện. Ví dụ nhá, đây là CNET mà các em đặt ngay trong cái thẻ HTML. Đến buổi tới các em sẽ là tìm hiểu về CNET, nó sẽ đặt ở bên ngoài và nó sẽ active trong thẻ HTML đấy. Thì là những cái thành phần này các bạn sẽ được tìm hiểu trong đấy. Các bạn thực hiện được cái này chưa? Xong rồi đúng không? Khi các bạn thực hiện được xong cái này, các bạn sẽ là tìm hiểu thêm một số cái thẻ ở đây. Ví dụ như là trong cái thẻ P2 này mình sẽ là đây, ví dụ như thế này, các em sẽ nhìn thấy ví dụ như là mình sẽ cho một cái thẻ div và mình sẽ là cho cái thành phần đây sẽ là thứ 2. Sau đấy mình sẽ enter xuống là thứ 3 như thế này. Thì các em sẽ nhìn thấy nó không xuống dòng được cho các em. Nó không giống như Word. Cái này nó là dịch thì nó không như là Word nhé. Các em sẽ nhìn thấy là thông tin như này. Vậy ấy, thì các em muốn xuống dòng thì các em sẽ là thực hiện ở đây là như thế nào. Các em sẽ là có thêm một cái thẻ ở đây để thực hiện. Đấy là thẻ BR. BR là viết tắt của break. Tức là nó sẽ là ngắt và nó xuống dòng đúng không? Thì ở đây các em sẽ nhìn thấy cái thẻ BR này là nó vừa mở vừa đóng luôn, nó chỉ có một cái thẻ như này thôi. Đây, các em sẽ nhìn thấy là khi đấy nó muốn xuống dòng được cho các em. Đương nhiên là các em có thể dùng hai cái div nó cũng có thể là xuống dòng được cho các em ở đây đúng không? Nhưng mà những cái
tại sao nó lại có rất là nhiều cái thẻ HTML và công dụng của các thẻ thì gần như na ná nhau. Bởi vì là các em sẽ nhìn thấy không thể là các em dùng một hai thẻ mà đúng những cái trường hợp có đôi lúc có một số trường hợp thì các em sẽ là dùng cái thẻ. Ví dụ nhá, mình cần với khoảng cách thì mình không dùng cái thẻ đít này với khoảng cách là để mình đẩy lên trên để xuống dưới, mà mình sẽ dùng luôn thẻ P. Đấy thì là tùy vào cái mục đích sử dụng của các em thì các em thực hiện được cái thẻ này. Và các em xong cái này rồi đúng không? Bây giờ các em sẽ là tiếp tục ở đây với một số cái thành phần. Ví dụ như thế này, các em sẽ là có cái thành phần với cái thẻ đít như này. Các em sẽ là có cái thông tin như nào? Ví dụ như là chữ in đầm này. Tiếp tục ở đây các em sẽ là cho thẻ đít. Tại sao mình lại ghi những cái thành phần trong cái thẻ đít này? Tại vì là để cho nó là khoảng cách trên các dòng. Ở đây sẽ là chữ in nghiêng. Và đây sẽ là thêm thành phần là chữ gạch chân. Vậy những cái thành phần này các em sẽ nhìn thấy nó chưa có cái thành phần gì ở đây để là định nghĩa lên được cái thông tin đấy. Vậy bây giờ các em sẽ là có hai cách để có thể thực hiện cái này. Thứ nhất là các em dùng cái thẻ HTML và thứ hai là các em có thể dùng cái style, tức là cái attribute của cái thẻ HTML này. Các em sẽ nhìn thấy ở đây là bây giờ mình sẽ dùng cái thẻ HTML nhá, thì các em sẽ là tiếp cận thêm những cái thành phần ở đây là cái gì. Các em sẽ là có, các em đã biết trong Word đúng không, thì in đậm các em sẽ dùng cái phím gì, B đúng không? Ở đây thì tự đương nhiên là nó sẽ tương tự này, B này là in đậm này, sau đấy U là cái tag của underline này, và I nó sẽ là italic này. Thì các em sẽ nhìn thấy ở đây là các em nối các cái thành phần, đây là vừa có thể mở và cũng vừa có thể đóng như thế này. Thì các em sẽ nhìn thấy đây, đây sẽ là chữ in đậm này, nghe thấy không? Đây, sau đấy tiếp tục thì các em sẽ là dùng là U thì nó sẽ là I sẽ là chữ in nghiêng, là italic như này. Thì các em sẽ nhìn thấy, và đây thì các em sẽ là cho là U là viết tắt của underline. Thì các em cũng sẽ nhìn thấy cái thông tin ở đây nó thực hiện lên được đúng cái ý tưởng cho các em đúng không? Đây là cách mà thực hiện bằng cái thẻ HTML. Nhưng mà thông thường ấy thì mình ít khi mình dùng cái thẻ này. Có nhá, một số trường hợp rất là ví dụ mình dùng cái này và đúng ra mình sẽ hoàn toàn là dùng CSS hết. Ở đây thì dùng CSS các em sẽ là thực hiện như thế nào? CSS thì các em sẽ là đặt trong cái style attribute nó là style, và các em sẽ đặt một số cái thành phần ở đây. Vậy cái CSS để các em sẽ là có những cái thành phần này thì các em sẽ là thực hiện ở đây như thế nào? Các em sẽ là có cái thông tin ở đây. Ví dụ như là chữ đồng này thì các em sẽ là dùng cái font width này. Như này. Ở đây thì các em sẽ là cho cái này chữ đồng này. Tiếp tục ở đây các em sẽ là cho cái font style này là italic này. Thì các em sẽ là cho cái này là chữ in nghiêng này. Và ở đây các em sẽ là cho là text decoration này là underline. Thì các em sẽ là cái này sẽ là chữ gạch chân này. Đây, thì các em sẽ nhìn thấy là khi mà thực hiện những cái thành phần CSS như này, bây giờ các em sẽ thử xem là cái thông tin nó sẽ thực hiện lên như thế nào. Bây giờ các em cũng sẽ nhìn thấy nha, các cái thẻ nó có thể là lồng nhau và nó có thể là thực hiện với nhiều cách thực hiện ở trong đấy. Hôm nay thì chủ yếu là về cái lý thuyết HTML là chính, nhưng mà bắt đầu từ buổi tới thì các em sẽ là làm những cái ví dụ trực tiếp là nhìn vào các website, em làm lại các chức năng của website và HTML sẽ đấy. Nhưng mà trước khi để chuẩn bị làm cho cái buổi tới thì các em sẽ phải học những cái kiến trúc này thì các em mới có thể làm được. Ví dụ như là với cái trang như thế này, các em sẽ nhìn thấy là cái trang này. Đây, cái trang này thì là mình sử dụng cái HTML, CSS, jQuery là kết hợp tất cả các hiệu ứng ở đây. Cái trang này mình dùng cũng là làm bằng PHP để thực hiện lên cái thành phần này. Còn lại là thêm một số trang nữa. Cái này thì bạn mình nó lừa nó một bữa nhậu. Ở đây thì là ví dụ nhá, cái trang này thì mình lại dùng bằng ASP chứ không dùng bằng là PHP. Tất nhiên cái ngôn ngữ là không quan trọng đúng không? Mà cái quan trọng là cái kỹ năng này các bạn thực hiện trong đấy thôi. Đến cái phần JavaScript thì các bạn sẽ là được hướng dẫn từng bước để làm cái slideshow này nhá. Ví dụ như là trước mình đã thông tin cho các bạn cái lớp 16 là vừa mới học cái phần về JavaScript của đây. Các em sẽ nhìn thấy ấy là đây là các cái thành phần mà hướng dẫn cái lớp đấy. Ví dụ như là click vào đâu ấy nó sẽ hiển thị lên cái thành phần như này. Đây là hướng dẫn các bạn ấy là viết
từng dòng code nhé, không có chuyện là copy ở đâu, học với mình không có chuyện copy nhé, mà là toàn bộ là từ đầu đến cuối. Ngay cả khi thiết kế một cái sàn thiện, các bạn cũng là phải làm từ những cái dòng code đầu tiên để xây dựng cái framework cho đến là phần cuối cùng, không có chuyện là copy ở đâu cả. Và đây các em sẽ nhìn thấy là thêm hai cái phần là next và previous, thì các em sẽ nhìn thấy thông tin nó hiện lên như này. Hoặc là ví dụ như là cái thời gian ở đây các em sẽ nhìn thấy tất cả những cái này, các em thấy là khi các em nhìn vào ấy, thì nó hơi lạ mắt, nhưng mà các em hoàn toàn có thể làm được như thế này. Cái lệnh nó rất là đơn giản. Đây các em sẽ nhìn thấy tất cả những cái phần này đều các em đều được hướng dẫn. Hoặc ví dụ như là đến cái phần jQuery, đương nhiên thì các em sẽ nhìn thấy là những cái thành phần này thì các em sẽ là phải là thực hiện lên những cái thông tin của nó. Các em sẽ nhìn thấy đây là một cái slideshow này là người ngoài tự viết. Đây nó cũng chả có cái gì đặc biệt, nó chỉ là vài dòng lệnh ở đây thôi. Các em sẽ nhìn thấy này, nó chỉ là vài dòng lệnh ở đây. Các em bây giờ thì các em sẽ thấy hơi mông lung cái này, nhưng mà đến cái lúc đấy thì các em thấy là làm cái này rất là dễ. Tiếp tục ở đây các em sẽ là thử với cái thành phần của nó ở đây như thế nào. Các em sẽ có cái thông tin ở đây, ví dụ nhá, ở đây thì các em sẽ là cho cái thông tin là ví dụ nhá chữ đậm này, thì các em sẽ là cho cái thành phần ở đây sẽ là style của nó sẽ là font width này, nó là kiểu bold như này, thì các em sẽ nhìn thấy đây chữ đậm nó đã hiển thị lên cho em như này, các em thấy không. Tiếp tục ở đây thì các em sẽ là có thêm cái thành phần nữa là chữ nghiêng, thì các em sẽ là đặt cái style của nó ở đây sẽ là cái font style là italic. Và ở đây các em sẽ là cho thêm cái nữa là chữ gạch chân này, thì các em sẽ là nhìn thấy cái thành phần ở đây, các em sẽ là cho cái thông tin ở đây, cái style của nó sẽ là text decoration của nó sẽ là underline như này. Các em sẽ nhìn thấy ấy, nó hiện lên được cũng đúng ý tưởng đúng không, nó không có gì đặc biệt cả. Hôm nay thì các em học với những cái lý thuyết này, bắt đầu từ buổi tới các em mới thấy là phù hơn, buổi tới nữa em càng phù hơn nữa, sau đấy buổi thứ sáu. Buổi workshop thì các em chú ý là cố gắng mang chuột đi nhé. Workshop mà tức là từ cái buổi workshop sau đấy đến hai buổi nữa là các em cố gắng mang chuột đi. Các em không mang chuột đi, các em vẫn là dùng cái tài khoản đi chuột hoàn tiến thực hiện được. Nhưng mà khi đấy thì các em sẽ chậm hơn các bạn khác, thì các em sẽ là vướng vào cái đấy thì sẽ tiếp cận người khác mà sẽ là vướng hơn. Cho nên là cái buổi đấy thì các em cố gắng mang chuột đi. Các em không mang chuột thì cũng không sao, tại vì trên bàn chuột như em máy tính em có bàn chuột. Nhưng mà nó sẽ không gì khác. Khi em cắt cái ảnh từ cái con ấy, các em cần đổi sang trang một để tốt hơn. Các em đang hiển được cái thân phận như này rồi đúng không? Bây giờ các em sẽ là có cái thông tin như nào? Mình sẽ cho cái thẻ deep ở đây. Bây giờ các em sẽ là cho cái thẻ span. Ví dụ như ở đây các em sẽ là có thông tin, đây là thẻ span như này. Và ở đây ấy, thì các em sẽ là cho cái style của nó là background color. Ví dụ như các em cho màu đỏ như này, các em sẽ nhìn thấy đây là cái thẻ inline và mình đã giải thích các em rồi, thẻ inline nó là cái thẻ như gì cái chung ấy, nó sẽ là bó vào trong cái khối test này. Các em sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ chuyển như này đúng không, các em sẽ nhìn thấy đây chính xác là như này. Ví dụ như các em sẽ cho chữ A này, B này, C này thì nó sẽ là giãn ra, nó bao quanh khối test của bạn thôi. Nhưng vấn đề ấy là khi mà thực hiện cái này thì đúng ra thì nó sẽ có rất là nhiều cái nguyên lý để có thể là thực hiện với những thẻ này cho các em đúng không, để là thực hiện đến thông tin. Và bây giờ ấy thì HTML5 nó sẽ là bỏ đi một số thẻ lúc đấy. Ví dụ như cái thẻ nó bỏ đi là thẻ gì, là thẻ center, nhưng mà bây giờ trong tất cả thẻ duyệt nó vẫn là hiểu cái thẻ center đấy, có khi một vài năm nữa nó mới bỏ. Thì mình cũng show các em nhé là cái thẻ phần nó bỏ thì là cái thẻ như thế nào. Ví dụ như cái thẻ nó bỏ là cái thẻ này này, ví dụ như cái thẻ center này thì nó sẽ là bỏ cái thông tin đi. Ví dụ như ở đây các em sẽ là có là đây là thẻ center. Center thì theo tiếng Anh có nghĩa là nó sẽ căn giữ đúng không? Nhưng bây giờ cái đường duyệt, tất cả đường duyệt nó vẫn hiểu đây là thẻ center. Và ở đây các em sẽ nhìn thấy khi cái này là các em học là không phải là học bố lý thuyết, mà các em phải kết hợp và cả tìm hiểu thông tin ở trên internet nữa. Ví dụ ở đây các em sẽ là vào Google, các em tìm hiểu cái thông tin là HTML sẽ là
là bị bỏ ở trong cái HTML5 như thế này. Thì các em sẽ nhìn thấy cái thông tin ở đây là có một số cái thành phần, tức là các em sẽ nhìn thấy ở trong này mình sẽ là thông tin gửi cho em cái link một số thẻ mà nó đã bỏ đi. Những cái thẻ đấy mình không giới thiệu cho các em. Ví dụ như thẻ này nó sẽ là bỏ đi, mình comment lại. Và bây giờ nhá, các em sẽ là cho cái ví dụ như là căn giữa test như này, thì các em sẽ nhìn thấy là trong cái thành phần này các em sẽ là tìm hiểu với cái thuộc tính ở đây sẽ là thuộc tính là text align như này, center, thì đây sẽ là căn giữa test như thế này, thì các em sẽ là có thông tin như thế nào. Đây cái thành phần như thế này, mình gõ nhanh, nếu mà mình gõ nhanh quá thì các bạn cứ không, mình chưa xong các bạn cứ bảo là chưa xong nhé. Tại vì là gõ nhanh quá nên là ngay các bạn gõ mình lại. Nhưng mà sau này các bạn phải một lập trình viên chuyên nghiệp thì cái kỹ năng mà gõ code cũng là cái mà mình mà sẽ là đánh giá cái tiến độ của bạn đấy. Các bạn mà làm nhanh, càng nhanh thì các bạn sẽ là càng làm nhanh được các chức năng, đúng không? Và cũng thông các bạn là những cái chức năng mà mình hướng dẫn các bạn, ví dụ là cái slideshow hay những thing ấy, thì phần lớn ấy, là mình copy thì mình không làm được đấy, mặc dù mình làm được. Tại vì sao? Thì mình không muốn bỏ ra mất cái thời gian để làm những cái gì mà đơn giản như thế, mà mình muốn là làm cách thức làm hơn. Cho nên ấy, các bạn từ đầu thì các bạn nên cố gắng tự làm cái đấy, nhưng sau này các bạn có nghiệm và nên là bỏ qua những bước đấy để tìm hiểu cái nó chưa sâu hơn. Bây giờ thì trên mạng thì mình cũng làm khoảng 80-90 cái website, giờ nhiều hơn không nhớ hết được. Có website mười mấy năm khách hàng liên lạc với mình mới nhớ à hồi xưa mình có làm cái website đấy. Em xong cái này chưa? Em cứ xong cái này các em sẽ nhìn thấy ở đây là với cái thành phần này nó sẽ là hiện ở đây như thế nào. Ví dụ nhá, ở đây các em sẽ là cho cái thành phần, ví dụ như các em ghi chữ là hello world như này thì nó không có gì đặc biệt ở đây, đúng không? Bây giờ mình muốn căn cái thông tin thì nó sẽ là có ba vị trí, left là mặc định nhá, ở đây left là mặc định, còn lại center hoặc right các em có thể là căn những cái thông tin đấy. Ở đây để các em căn thông tin thì các em sẽ là cho cái slide ở đây là text align như này. Các em sẽ cho left thì là đương nhiên rồi, còn center nó sẽ căn ra giữa này. Các em sẽ nhìn thấy ở đây, ví dụ như mình sẽ là cho cái thành phần đây là chữ căn giữa này, và ở đây các em sẽ là cho cái thẻ div với cái style của nó là text align là right như này, thì các em sẽ là có thành phần của nó ở đây là chữ căn phải này. Thì các em sẽ nhìn thấy là khi mà thực hiện đấy căn giữa này căn phải này thì nó sẽ thực hiện lên được cái thông tin như thế này, đúng không?